Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cổng số 9 nha các bạn. Bắt đầu vô mình sẽ gửi xe 5.000 gửi xe nha. Và bây giờ mình sẽ vào. Đó, bạn này chủ mua vé nha. Quay mày. Hey, thì bây giờ chúng mình sẽ đi mua vé nha. Vô mua đi, lấy tiền mua đi. Đi quay không? Đó, người lớn là 80 nha các bạn. Còn trẻ em là bé hơn 1-2 mấy là 40.000 một người. Trẻ em với mới là miễn phí. Đấy, cô mèo đang vào mua vé nè. Họ thử cái vé vào cổng thôi đúng không? Còn trò chơi là khó đúng không? Chị ở bên trạm có bán đồ ăn gì không? À, rồi.